Thưa quý vị, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an phát hiện và bắt giữ đối tượng Kiu Jin Hong, quốc tịch Hàn Quốc, là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Hàn Quốc trước đó, bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ. Theo tài liệu điều tra, ngày 18 tháng 8, Kiu Jin Hong mang theo dao và một bình cứu hỏa đột nhập vào chi nhánh ngân hàng Shin Hyuk tại số 71 Wang Jae-bok, Daejeon, Hàn Quốc, cướp đi số tiền 39 triệu won, tương đương 780 triệu đồng và tẩu thoát. Được biết, Kiu Jin Hong từng có 9 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vì đánh bạc lâm vào cảnh nợ nần nên đối tượng nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn. Sau 2 ngày gây án, Kiu Jin Hong rời Hàn Quốc đến Việt Nam. Nhận được thông tin trao đổi từ Interpol, đối tượng đang lẩn trốn tại Đà Nẵng, Công an thành phố đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp truy tìm và phát hiện Kiu Jin Hong đang lưu trú trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn nên tiến hành mật phục bắt giữ khẩn cấp. Qua làm việc, Kiu Jin Hong thừa nhận mình chính là nghi phạm trong lệnh truy nã của Interpol. Hiện Công an thành phố đã bàn giao Kiu Jin Hong cho phía cảnh sát Hàn Quốc và di lý về nước để phục vụ quá trình điều tra làm rõ.